Xin chào anh em, chào cả nhà. Mình là Phan Block. Hôm nay mình đã quay trở lại với YouTuber bằng một video đầu tiên của năm 2019-2020. Mà rất tiếc là chủ đề thì nó lại liên quan đến dịch bệnh. Những ngày đầu của năm 2020 này thì đang có một cái đại dịch trên cả thế giới, đó là đại dịch virus Corona, và Việt Nam thì cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của virus và bắt đầu có những cái tín hiệu xấu xấu dần. Gần đây thì thị trường khẩu trang gần như là bị xáo trộn giữa các thông tin, xáo trộn về giá, xáo trộn về tính năng, làm cho tâm lý của những người không hiểu biết lại càng hoang mang hơn. Thì video này mình xin tập trung nói về khẩu trang và cái cách đối phó hiệu quả nhất, đơn giản nhất mà những người dân bình thường mình có thể làm. Thì hiện nay trên thị trường ấy có rất nhiều loại khẩu trang mà mọi người bán nói rằng là bảo vệ được, tuyệt đối được virus, như là khẩu trang N95, N99, KF94 vân vân. Thì thực chất thì không có loại khẩu trang nào trên thị trường có thể lọc được virus, vì nó có kích thước siêu nhỏ. Con virus corona này nó vào khoảng 10 và 100 micromet, nếu mình nhớ không nhầm, mình đọc cái thông tin. Và vai trò của khẩu trang trong tình huống này, mình đang nói cái khẩu trang thường, khẩu trang y tế mà bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ điều trị vẫn phải đeo ấy. Họ đeo khẩu trang thường cái mục đích chính ấy là ngăn tiếp xúc với bệnh nhân qua đường hơi thở, qua đường nước bọt, hắt hơi thôi, chứ nó không thể ngăn được virus. Để ngăn được virus thì cần một cái bộ đồ bảo hộ, như các bạn đã biết xem trong phim rồi đó. Vì vậy người dân mình nên đeo khẩu trang. Khẩu trang có hai tính năng chính. Thứ nhất là để ngăn bệnh từ bạn ra ngoài môi trường, ví dụ bạn có nhiễm bệnh thì bạn cũng không hắt hơi và lây nhiễm vi khuẩn ra bên ngoài. Và còn bạn không bị bệnh thì bạn cũng chắn được một phần nào đó cái nước bọt của người bệnh, chẳng hạn có tiếp xúc với bạn đi chung xe buýt, hắt hơi, xì mũi một trong một không gian nhỏ, nên hạn chế hơi thở của nhau và những cái nước bọt li ti trong không khí. Thì theo một khoa học, một nghiên cứu khoa học, thì khi người hắt hơi thì cái nước bọt của họ bắn xa khoảng 2 mét, và cái độ rộng của nó cũng là 2 mét, tức là 2 mét vuông trước mặt một người hắt hơi á, là hầu như hoàn toàn đầy vi khuẩn. Nói ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay sang là nói về khẩu trang. Mình làm video này là để chia sẻ cho mọi người một số cái cách mà hiệu quả nhất trong cái thời điểm này. Thì trên tay trên bàn mình đang có 3 loại khẩu trang: khẩu trang thường này, khẩu trang dùng một lần này, và khẩu trang tự làm. Thì cái khẩu trang tự làm này rất là hay, mà mình sẽ tập trung giới thiệu về cái video này là chính là về cái khẩu trang tự làm này. Ai cũng có thể làm, học sinh lớp 5 trở lên là có thể làm rồi. Và tất cả khẩu trang ấy, thì các bác sĩ khuyến cáo là bạn nên thay thường xuyên, nếu có thể một ngày bạn thay 3 lần, dùng một lần rồi bỏ. Còn nếu không thì tối thiểu khi mà các bạn đi làm, đi học, tối về đến nhà các bạn sẽ phải vứt cái khẩu trang đó đi, và hôm sau các bạn sẽ phải làm một khẩu trang mới, mua một khẩu trang mới. Điều đó rất tốn tiền. Một khẩu trang than hoạt tính như thế này, tính năng cũng chỉ để là ngăn hắt hơi thôi, không có diệt khuẩn đâu các bạn nhé. Có diệt khuẩn năng lượng cũng chẳng có vấn đề gì đối với con corona này cả. Một ngày bạn dùng tối thiểu là 1 đến 2 cái, với giá là 4.000 đến 5.000, đó là giá bình thường.
chưa có thổi giá. Một cái khẩu trang cô tông này 5.000, một cái khẩu trang giấy này 300. Nếu các bạn muốn làm thì mình sẽ hướng dẫn cách làm cho các bạn. Về khẩu trang này mình sẽ hướng dẫn cái mẹo thứ nhất, đó là mẹo làm thế nào để ngày nào cũng khẩu trang sạch mà lại không tốn tiền mà lại hiệu quả nhất. Các bạn mua cho mình 7 cái khẩu trang tương ứng với 7 ngày. Chọn cái loại khẩu trang cô tông này, tức là cô tông 100% cô tông, bên trong nó không có cái miếng kim loại nhé. Bởi vì là khi mà mình có miếng kim loại mà bóp cái mũi này, là mình khi mình thực hiện thao tác khử khuẩn bằng lò vi sóng thì nó sẽ cháy. Vì vậy trước khi mua phải kiểm tra kỹ là trong này không được có thành phần kim loại hoặc là dây điện. Bạn mua 5 cái này, 7 cái, bạn cho máy giặt, bạn giặt sạch đi, giặt sạch đi, sau đó vắt khô, sau đó bạn mang vào lò vi sóng, bạn để chế độ mắc và bạn quay cho mình trong vòng 3 phút. Đảm bảo với các bạn mang ra khẩu trang sạch sẽ, thơm tho và khô và mới và tiệt trùng 100%. Khẩu trang này vừa dày vừa ấm, vì vậy cách này là cách hiệu quả nhất trong các cách. Đó là gì? Mua 7 cái, giặt sạch đi, mỗi ngày mặc, là mỗi ngày dùng một cái, và đi làm về hoặc đi học về các bạn bỏ sạch đi và các bạn vắt thật khô đi, không cho nó đi sáng 3 phút nó sẽ khô và nó sẽ diệt khuẩn nữa các bạn, và hôm sau các bạn sẽ có khẩu trang mới để đi làm đi học và chẳng tốn xu nào mà lại còn ấm lại còn bền. Đó là một. Cái thứ hai là khẩu trang này nếu như các bạn nào có điều kiện có thể mua tiện hơn thì có thể mua khẩu trang dùng một lần, khẩu trang y tế màu xanh hoặc màu màu đen này, có chắc có than hoạt tính này. Thì các bạn thay thường xuyên cho mình, đi học đi làm về thì tối thiểu một ngày vứt đi một cái, và khi tháo khẩu trang thì không được sờ vào bề mặt này hoặc bề mặt này. Tháo khẩu trang là cầm cầm quai tháo ra vứt vào thùng rác, vì bề mặt này nếu là người bệnh thì ở bên trong là có vi khuẩn, mà nếu là người khỏe thì ở bên ngoài cái vi khuẩn nó chặn ở bên ngoài. Vì vậy các bạn sờ vào đây là coi như là tay của bạn đã nhiễm. Một ngày tối thiểu rửa và xà phòng 1 đến 2 lần, nhất là các cháu bé. Mình làm video này chủ yếu là để cho các bố mẹ lưu ý cho các con cái là một ngày nào đi học về cũng phải thay cái khẩu trang cho các con. Đến tiết mục hay đó là chính là đây, khẩu trang tự chế. Cách tự chế khẩu trang như thế nào thì mình sẽ nói từ từ, nhưng mà cái thông tin này mình đọc, mình tham khảo trên website của nước ngoài, y khoa của nước ngoài họ cũng đã hướng dẫn là cách làm khẩu trang dùng một lần á, khá là rẻ, khá là tiện, và nó đáp ứng được yêu cầu đó là ngăn được nước bọt truyền trực tiếp khi giao tiếp trong công việc. Thì cách làm như sau, bạn mua cho mình một sấp giấy ăn nguyên liệu chính để làm khẩu tự làm khẩu trang, một sấp giấy ăn loại loại sấp dày này này, thứ nhất thế, một nắm chun, một cái máy dập ghim, một cái dập ghim. Như vậy là đã đủ để làm khẩu trang rồi các bạn. Thì làm như thế nào? Trước mắt, trước đầu tiên là các bạn sẽ lấy hai tờ giấy ăn gấp chồng lên nhau. Nếu bạn nào muốn dày hơn ấy, thì có thể là dùng 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ cũng được, không sao cả. Nhưng mà cỡ 2 tờ là mình thấy là tạm ổn này. 2 tờ có nghĩa là 4 mặt này.
như vậy các bạn để chồng liền nhau. Chồng lên nhau. Sau đó gập hình nan quạt, gập hình nan quạt này. Đó, gập này. Lật ngửa lại. Lại như thế này. Đó. Cứ thế cho hết tờ giấy. Đây mình đã gập sẵn ở bên này rồi. Thì các bạn sẽ được như thế này. Đó là thành phần chính của khẩu trang, gồm có 4 lớp giấy, 4 lớp giấy ăn, chun. Mỗi một bên tai thì tùy độ rộng, dài rộng, người lớn thì các bạn là móc vào nhau 5 cái. 5 cái cách móc như sau. Như hồi xưa mình chơi trẻ con ấy, trẻ con chơi chơi móc chun ấy. Móc cái này vào nhau và kéo đây. Đó. Ngày xưa trẻ con chơi ấy. Đó rồi, ok. Như thế. Cứ làm tương tự như vậy thì các bạn sẽ được hai cái quai hai bên. Sau đó, bước thứ ba. Làm tai, làm tai. Các bạn gập nhỏ ở đây, gập cái này lại và luồn cái chun vào. Cái luồn chun vào. Sau đó dập ghim lại. Ok, fine. Thế là chúng ta đã có một cái tai. Bên này cũng tương tự, các bạn cũng gập lại. Và luồn tai vào. Luồn tai vào. Dập ghim lại. Khẩu trang này tự do, sạch sẽ, đơn giản, nhẹ, mang đi mọi nơi mọi lúc, rẻ tiền, thích thì vứt, dùng xong là vứt. Sau đó để đeo khẩu trang này lên thì các bạn chỉ việc mở nó ra như khẩu trang bình thường thôi. Đó, và đeo lên. Chiếc khẩu trang này đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện tại đối với virus corona. Đó là ngăn nước bọt, ngăn hơi thở, ngăn các cái dịch tiết từ không khí, từ môi trường lây qua đường thở, cuối video thì mình cũng xin khuyến cáo các bạn là thay khẩu trang liên tục, một ngày tối thiểu một lần, rửa tay tối thiểu ngày một lần, hai lần. Và nếu như mà các anh chị nào có tiền thì hãy ủng hộ người khó khăn bằng cách là mua khẩu trang và phát miễn phí cho họ, chứ đừng kinh doanh tăng giá trong thời điểm này. Thông minh là một chuyện nhưng mà lương thiện nữa thì còn tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại cho các bạn trong các video tiếp theo. Mình là Phan Block.